kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em, trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Xuân đã tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến tư tưởng đời sống của nhân dân trong toàn xã nói chung và nhiều gia đình chị em phụ nữ nói riêng. Vượt qua mọi khó khăn thách thức, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã bám sát chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Thường trực Đảng ủy xã Quảng Xuân, chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội, góp phần và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương. Kết quả thực hiện như sau. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết đại hội và triển khai thực hiện điều lệ hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm. Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đến toàn thể hội viên. Tổ chức hội nghị, tọa đàm, hội thi, tổ chức tuyên truyền trên trang Facebook của hội, trên các nhóm Zalo. Việc triển khai các phong trào thi đua được tổ chức với nhiều hoạt động sáng tạo, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh luôn được chú trọng. Ban hành quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương nghị quyết, việc chấp hành điều lệ hội, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã Quảng Xuân khóa 27, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra 8 nhóm chỉ tiêu để thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Trong nửa nhiệm kỳ qua, hội đã tích cực bám sát nghị quyết đại hội, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể của địa phương và hướng dẫn của cấp trên để đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể thực hiện tốt cuộc vận động hoạt động phong trào và các nhiệm vụ công tác hội. Nhờ vậy, cơ bản các chỉ tiêu đưa ra đều được thực hiện đảm bảo cụ thể. Chỉ tiêu 1, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có 1 đến 2 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn duy trì tốt các mô hình, câu lạc bộ thu hút hội viên nhằm nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong nửa nhiệm kỳ qua, hội đã thành lập được thêm 3 mô hình câu lạc bộ, một câu lạc bộ dân vũ thể thao, một mô hình thêm cây xanh giảm rác thải nhựa, một mô hình thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương. Các mô hình hoạt động tốt thường xuyên thúc đẩy phong trào hoạt động hội. Chỉ tiêu 2, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giúp ít nhất một hộ có phụ nữ thoát nghèo, một hộ thoát cận nghèo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho một phụ nữ là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động hỗ trợ thành lập 1 đến 2 mô hình phụ nữ khởi sự khởi nghiệp kinh doanh, phát triển có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Năm 2023, sản phẩm gà ủ muối thảo dược do chị Phạm Thị Ngọc Quý làm chủ đã được đề nghị công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương. Chỉ tiêu 3, đến cuối nhiệm kỳ, 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình khi được phát hiện được hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. 80-90% trở lên phụ nữ khuyết tật được hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau. Hội đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã, thường xuyên thăm hỏi, động viên các trường hợp phụ nữ khuyết tật. Trong hơn 2 năm qua, hội đã thăm hỏi tặng quà 35 suất với số tiền 7 triệu đồng, tham mưu hỗ trợ làm hồ sơ xét duyệt cho chế độ người tàn tật theo các mức quy định đạt gần 100%. Chỉ tiêu 4. Hàng năm, mỗi chi hội vận động hỗ trợ ít nhất 5 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình 503 sạch, bền vững và thực hiện một công trình phần việc, tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi hội viên phụ nữ trồng ít nhất một cây xanh. 4/4 chi hội và hội xã đăng ký một công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới như trồng cây xanh, chăm sóc tuyến đường hoa, hàng rào xanh nông thôn, tổng dọn vệ sinh được cấp ủy chính quyền từ xã đến thôn ghi nhận đánh giá cao, góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm chú trọng tuyên truyền bảo vệ môi trường trên trang hội, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hưởng ứng và triển khai trồng cây xanh hàng năm, phát động mỗi phụ nữ một cây xanh. Chỉ tiêu 5, hàng năm mỗi chi hội phát triển hội viên đạt chỉ tiêu trên giao, đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất một mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương. Nửa nhiệm kỳ qua, toàn xã đã phát triển thêm 55 hội viên, trong đó 19 hội viên là công giáo. Đến nay, hội xã có tổng số là 1.804 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút gần 70%. Mô hình nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại chi hội Xuân Hòa, với sự tham gia của 50 thành viên là hội viên công giáo đang hoạt động tốt.
chỉ tiêu 6, đến cuối nhiệm kỳ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác hội. Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác triển khai hoạt động, nắm bắt thông tin dư luận qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook. Đồng chí Chủ tịch Hội thành thạo sử dụng máy tính và các ứng dụng về công nghệ thông tin trong công tác hội, đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu đề ra. Các đồng chí Ban Thường vụ, Ban chấp hành thành thạo sử dụng điện thoại thông minh thực hiện công tác hội. Có 2 nhóm dành riêng cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành. 4/4 chi hội có nhóm dành riêng cho hoạt động hội. Hàng năm có hàng trăm tin bài được đăng tải trên trang Facebook của Hội Phụ nữ xã và các chi hội nhằm tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, của hội, các gương điển hình. Chỉ tiêu 7, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã tham gia giám sát ít nhất 1 chính sách và góp ý ít nhất 1 dự thảo văn bản của cấp ủy chính quyền. Là thành viên của tổ giám sát kiểm tra nên hàng năm hội đều tham gia vào các cuộc giám sát, góp ý vào chính sách xã hội tại địa phương. Chỉ tiêu 8, hàng năm giới thiệu 1-2 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phấn đấu đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chỉ tiêu giao hàng năm cho các chi hội giới thiệu nguồn cho Đảng, mỗi chi hội 1 người trên năm, đến nay bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng 9 đảng viên. Trong những năm qua, 4/4 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn được huyện hội và Đảng ủy đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động. Xác định rõ nhiệm vụ của việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Quảng Bình thời đại mới là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt cả nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi tại 4/4 chi hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực có trọng tâm trọng điểm, nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng xã hội cần thiết thích ứng với thời đại công nghệ số. Hội viên phụ nữ ngày càng có cơ hội thể hiện, hoàn thiện bản thân, tự tin tự trọng tham gia các hoạt động bề nổi, có kiến thức xã hội, tích cực lao động sản xuất, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp vào sự phát triển chung của xã nhà và ngày càng khẳng định được vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng. Thực hiện phong trào tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi đã duy trì và thành lập các mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương, mô hình hủ gạo tiết kiệm để hỗ trợ tinh thần và vật chất cho hàng trăm hội viên phụ nữ và trẻ em trị giá 45 triệu đồng. Giúp hơn 45 ngày công cho 6 hộ gia đình hội viên đau ốm tai nạn rủi ro đột xuất. Trong đợt phòng chống Covid, hội đã kêu gọi ủng hộ hàng nghìn suất cơm, hàng trăm suất quà, 4 tấn gạo, 9 tạ rau củ quả trị giá hàng trăm triệu đồng cho các gia đình khó khăn, gia đình bị Covid-19 và đồng bào miền Nam thân yêu. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đến tận hội viên bằng các việc làm cụ thể như hàng tháng tổ chức làm tổng vệ sinh, thu gom rác thải, biến rác thải thành việc làm có ích để giúp đỡ cho hội viên và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nửa nhiệm kỳ qua, 4/4 chi hội thực hiện tốt cuộc vận động. Hội đã tổ chức 5 cuộc tập huấn lồng ghép các hoạt động cho đối tượng là cán bộ ban chấp hành, hội viên nòng cốt, 17 cuộc tuyên truyền thu hút hơn 1.851 lượt người tham gia, có trên 90% hội viên tiếp cận với nội dung của cuộc vận động. Nhờ vậy, hiện nay đã có 2.415 trên 2.566 hộ, gia đình đạt 8 tiêu chí. Hàng năm, hội đều có ít nhất một công trình phần việc xây dựng nông thôn mới, một mô hình dân vận khéo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội đã có các công trình phần việc mang tên hội như mô hình thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương, mô hình thêm cây xanh giảm rác thải nhựa, công trình hàng rào xanh xây dựng nông thôn mới, đoạn đường hoa cây xanh, mô hình trồng hoa từ nhựa tái chế, công trình tuyến đường hoa giấy. Nhưng thực hiện tốt cuộc vận động gắn với việc xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ, tích cực chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Có thể nói hiện nay đời sống của hội viên phụ nữ ngày càng được nâng cao, góp phần vào ổn định cuộc sống. Về kết quả thực hiện khâu đột phá, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã lựa chọn thực hiện 2 khâu đột phá: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đa dạng hóa phương thức tập hợp phụ nữ xây dựng chi tổ hội vững mạnh. Hội luôn chú trọng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền trong công tác hội, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền của hội. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành thành thạo trong sử dụng điện thoại thông minh trong công tác hội. Hàng năm có hàng trăm tin bài được đăng tải trên trang Facebook của Hội Phụ nữ xã và các chi hội nhằm tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của hội và các gương điển hình.
Trong nửa nhiệm kỳ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Xuân đã tham gia nhiều cuộc thi trực tuyến online do các cấp tổ chức, đạt được nhiều giải thưởng có ý nghĩa như giải nhất cuộc thi trực tuyến công trình phần việc tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình do tỉnh hội tổ chức, giải ba cuộc thi dân vũ thể thao online, giải nhì cuộc thi phụ nữ với tiềm năng du lịch quê hương. Kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ 1: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Quảng Bình thời đại mới, hội đã tập trung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ hội viên phụ nữ thông qua cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, nhằm xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu năm 2024, hội đã tổ chức ra quân công trình tuyến đường hoa giấy tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Thanh Bình. Với tổng chiều dài gần 1 km, đã trồng 120 chậu hoa giấy, tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Hội phát động và triển khai thực hiện các công trình phần việc, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của hội. Nhân dịp mùng 8 tháng 3, câu lạc bộ Không Sinh Con Thứ Ba ở thôn Thanh Lương tổ chức sinh hoạt chuyên đề phụ nữ và cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các chi hội tổ chức tọa đàm giao lưu dân vũ và giao lưu bóng chuyền. Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và tuyên dương các gia đình tiêu biểu năm 03 sạch giai đoạn 2021-2023 tại chi hội Thanh Bình. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với nhãn hàng Mezan đã tổ chức thành công giải bóng chuyền Mezan Cup năm 2023. Tập trung tuyên truyền giáo dục cho hội viên phụ nữ, nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hương ước của địa phương. Phối hợp với các ban ngành liên quan, tuyên truyền phổ biến các văn bản, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, truyền thông trực tiếp, lồng ghép sinh hoạt chi tổ hội, câu lạc bộ, trên các trang thông tin đại chúng. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp cho cán bộ hội viên trên địa bàn xã. Hưởng ứng chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương nhằm tiếp tục đồng hành cùng hội viên phụ nữ đơn thân neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng với 4 chi hội trao tặng 43 suất quà trị giá gần 13 triệu đồng cho hội viên phụ nữ đơn thân, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hiện nay đã có 3 cháu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kết nối mạnh thường quân đỡ đầu, 1 cháu được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kết nối mạnh thường quân nhận đỡ đầu trong 3 năm và 2 cháu được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu trong 2 năm với số tiền 250.000 đồng trên tháng trên 1 cháu. Hội luôn quan tâm thăm hỏi động viên các cháu và hàng quý đã trao số tiền hỗ trợ cho các cháu. Trong công tác hiến máu nhân đạo, hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao, luôn làm tốt công tác hậu phương quân đội, thăm hỏi và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ trị giá 2.100.000 đồng. Nhiệm vụ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh kinh tế tập thể, tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, xây dựng nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tranh thủ các chương trình đề án để đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Chị Phạm Thị Ngọc Quý, Giám đốc Hợp tác xã Thanh Xuân đã tham gia cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức và đạt giải khuyến khích của cuộc thi. Nhiệm vụ 2: tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng giám sát phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành phối hợp tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ công giáo thực hiện nghị quyết của Đảng, nghị quyết của hội các cấp, thực hiện các quy ước, hương ước của địa phương. Các văn bản có liên quan đến chính sách tôn giáo như sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước,
thực hiện mô hình Sứ Đạo Bình Yên, nhân dịp lễ Tết tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 13 suất quà trị giá gần 7 triệu đồng. Phối hợp với Ban Công an xã, triển khai thực hiện tốt nghị quyết liên tịch số 01 về việc quản lý giáo dục con em trong gia đình, tuyên truyền cho chị em và nhân dân phòng chống tệ nạn ma túy từ trong gia đình, động viên giáo dục con em không vi phạm các tệ nạn xã hội. Thực hiện đề án 06, hội đã chủ động tích cực phối hợp, tuyên truyền vận động và trực tiếp tham gia cài đặt mức 1 và mức 2 và cài đặt ứng dụng sổ khám sức khỏe điện tử cho nhân dân tại các thôn. Nhiệm vụ 3. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, hội nhập quốc tế, phát triển mạng lưới thu hút hội viên thành viên. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động về cơ sở, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức hội và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nắm chắc từng địa bàn, xác định được vấn đề cần tập trung ưu tiên để xây dựng các mô hình tổ chức nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ. Chỉ đạo các chi hội rà soát, củng cố, kiện toàn nhân rộng, thành lập mới các mô hình, thu hút hội viên phù hợp với tình hình của từng chi hội. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội luôn được quan tâm, cán bộ được cử tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cấp trên tổ chức. Ngoài ra, cán bộ hội viên phụ nữ thuộc các ban ngành đều được tham gia nhiều lớp tập huấn khác nhau về công tác đảng, hội đồng nhân dân, công tác mặt trận. Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm hội thi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh tại không gian quán cà phê và đến tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn xã. Hội phối hợp vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, tham gia góp ý kiến xây dựng các chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, duy trì tốt 4 địa chỉ tin cậy tại 4 chi hội. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Việc nắm bắt tư tưởng hội viên phụ nữ có lúc có nơi chưa kịp thời, giải pháp tập hợp thu hút các đối tượng nữ thanh niên, phụ nữ tôn giáo thiếu sự sáng tạo, phù hợp, hình thức thiếu phong phú, nên tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt ở một số chi hội chưa cao. Việc phát hiện xây dựng hỗ trợ các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong chị em chưa nhiều, một số mô hình hiệu quả chưa cao. Kỹ năng tuyên truyền vận động tập hợp, kỹ năng phản biện xã hội của một số cán bộ hội còn hạn chế. Phương hướng nhiệm vụ cuối nhiệm kỳ, những giải pháp cơ bản thực hiện nghị quyết. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, rà soát lại những chỉ tiêu còn chưa hoàn thành để định hướng xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra, đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ sẽ thực hiện hoàn thành. Tiếp tục thực hiện tốt hai phong trào thi đua phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam và xây dựng người phụ nữ Quảng Bình thời đại mới, có kiến thức, đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Về thực hiện hai khâu đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đa dạng hóa phương thức tập hợp phụ nữ, xây dựng chi tổ hội vững mạnh. Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Nhiệm vụ 1. Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh với 3 nội dung chính. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Nhiệm vụ 2. Tham gia xây dựng đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, gồm 4 nội dung. Tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội. Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức hội. Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Nhiệm vụ 3. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, gồm 4 nội dung chính. Phát triển mạng lưới thu hút hội viên, nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn cán bộ chi hội phụ nữ kịp thời khi có thay đổi. Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của hội và các chi hội. Tuyên truyền cán bộ hội viên về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Kính thưa quý vị, trên đây là báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.
nhiệm kỳ 2022-2027. Xin cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi.